Trưa ngày 5 tháng 8, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng lãnh đạo nhân viên của bệnh viện đã đến nhà nữ sinh lớp 12, ngụ thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận, tử vong vì tai nạn giao thông để xin lỗi, nhận trách nhiệm vì để xảy ra sai sót trong quy trình xét nghiệm máu. Ông Thái Phương Phiên đã thay mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận gửi lời chia buồn và xin lỗi chân thành đến gia đình nữ sinh, đồng thời cho biết bệnh viện sẽ có quyết định hủy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu và sẽ thành lập hội đồng để rà soát, đánh giá lại các quy trình kỹ thuật liên quan vụ việc. Đại diện gia đình, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh, đã chấp nhận lời xin lỗi từ phía bệnh viện. Tuy nhiên, ông Hùng và gia đình không giấu được nỗi đau khi mất đi người thân. Ông Hồ Hoàng Hùng cũng đề nghị phía bệnh viện cũng như cơ quan chức năng sớm có thông báo chính thức về việc hủy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu đến cơ quan điều tra khu vực 3, quân chủng phòng không không quân và các cơ quan báo chí để minh oan cho con gái ông. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, sáng ngày 28 tháng 6, nữ sinh năm 2004, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tới trường nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp. Trên đường trở về nhà, em bị ô tô 7 chỗ do ông Hoàng Văn Minh, cán bộ Trung đoàn Không quân 937 cầm lái, đi cùng chiều chuyển làn đường, va vào xe máy của nữ sinh, khiến em tử vong.